omega 3 có giúp giảm tình trạng viêm khớp hay không? Thực chất viêm khớp dạng thấp hiện chưa có biện pháp nào giúp dứt điểm được. Tuy nhiên là chúng ta sẽ có những biện pháp giúp giảm nhẹ triệu chứng và kiểm soát. Và việc bổ sung axit béo omega 3 chính là một trong những cách mà hỗ trợ giảm triệu chứng. Omega 3 ảnh hưởng đến quá trình sinh hóa của bệnh và do đó không chỉ hỗ trợ ngăn ngừa bệnh mà còn giúp làm chậm sự tiến triển của nó, có thể kiểm soát tình trạng viêm xương khớp đã hình thành. Omega 3 tham gia vào quá trình điều hòa miễn dịch này, tác động tích cực lên cơ chế giảm viêm của cơ thể, nhờ đó mà chúng có thể giúp giảm đau và cứng khớp. Việc uống omega 3 trong thời gian dài đã được chứng minh là giúp làm giảm sự phụ thuộc vào thuốc giảm đau không steroid hay còn gọi là NSAID trong một số trường hợp viêm khớp. Chúng ta có thể bổ sung omega 3 hàng ngày thông qua thực phẩm giàu omega 3 như là các loại cá hồi này, cá trích này, cá cơm hay là cá ngừ, hoặc là có thể bổ sung từ các loại thực phẩm bổ sung theo sự hướng dẫn của bác sĩ, dược sĩ nhé. Ở đây thì mình có loại omega 3 này, một ngày thì bổ sung 2 viên là sẽ cung cấp chúng ta là 300mg omega 3 nhé. Tuy nhiên lưu ý là sẽ phải mất từ 3 tháng hoặc là nhiều hơn thì chúng ta mới có thể cảm nhận được tác dụng tốt đến bệnh viêm khớp đấy. Sản phẩm mình đã gắn link ở đây rồi nhé. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.